Truyền thống cúng ông táo của các quốc gia ở châu Á sẽ như thế nào? Tết cổ truyền không chỉ là một ngày lễ ở đa số các quốc gia châu Á mà còn mang một ý nghĩa rất lớn lao. Theo quan niệm dân gian thì vào ngày lễ đón chào mùa xuân này, họ sẽ mong cầu cho những điều tốt đẹp, tích cực và xua đuổi những thứ xui xẻo không hay. Và một truyền thống không thể thiếu trong những ngày sắp sửa bước sang năm mới đó là nghi lễ thờ cúng ông công, ông táo. Không chỉ ở Việt Nam mà các quốc gia khác ở châu Á như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn giữ gìn truyền thống tốt đẹp này cho đến ngày nay. Vậy phong tục cổ truyền này tại các quốc gia trên có gì khác nhau? Nếu bạn muốn biết thì hãy xem hết clip nha. Theo phong tục cổ truyền của người Việt thì vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, mỗi gia đình đều chuẩn bị lễ vật và đồ cúng ông công, ông táo. Từ xưa, người Việt Nam đã quan niệm táo quân là một vị thần của gia đình. Cuối năm, táo quân sẽ về trời để tâu tất cả chuyện tốt xấu với Ngọc Hoàng. Đêm giao thừa, táo quân mới về lại trần gian để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa gia đình. Còn ở Trung Quốc, lễ cúng ông công, ông táo tương đối giống với phong tục truyền thống lâu đời ở Việt Nam. Theo quan niệm thì đến ngày 23 tháng Chạp, các vị thần bếp của mỗi gia đình báo cáo với Ngọc Hoàng về những việc tốt và xấu của từng người trong một năm. Táo Vương là tên của vị thần bếp mà người Trung Quốc vẫn hay gọi. Mâm cỗ cúng của thần bếp của người dân nơi đây gồm có gạo nếp, bánh gán, đường và canh độ. Người Hoa quan niệm rằng táo quân của họ chỉ có một ông một bà. Họ hay lập bàn thờ trong nhà với tranh hoặc tượng của ông táo, bà táo để thờ cúng. Vào ngày 23 tháng Chạp, người dân Trung Quốc sẽ bôi dầu lên những bức tranh hoặc tượng táo quân ở đất nước này. Thay vì cúng cá chép, họ sẽ cúng nước cùng ít cỏ khô. Người Hoa quan niệm rằng đây là thức ăn để ngựa chở táo lên trời. Còn ở Hàn Quốc thì theo truyền thuyết, Cho Wan Sin là một người phụ nữ và bà là nữ thần của nước. Sự có mặt của bà nhằm giúp đỡ các gia đình Hàn Quốc xua tan mọi điều đen đủi và đón nhận nhiều điều may mắn tốt lành trong năm mới. Vì vậy, người Hàn Quốc hay đặt một cốc nước nhỏ dưới bếp. Chiếc cốc này sẽ được những người phụ nữ trong gia đình thay liên tục vào ngày 1 và 15 mỗi tháng. Còn ở Singapore thì cũng giống như ở Việt Nam và Trung Quốc, nghi lễ thờ cúng ông công, ông táo ở Singapore được tiến hành vào ngày 23 tháng Chạp mỗi năm. Ở đất nước này, người ta có tục đốt tượng ông táo để tiễn đưa vị thần bếp về trời. Cũng tương tự theo tín ngưỡng của người Việt, một năm qua lại ông táo về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng và cầu mong một năm nhiều niềm vui và may mắn. Nếu như ở Trung Quốc có Táo Vương, Hàn Quốc có Cho Wa Sin, thì ở Nhật, vị thần cai quản việc nhà cửa, bếp núc và vận may của gia đình chính là Daiko Kuten. Theo truyền thống dân gian của người Nhật, ông địa là thần hạt và là một trong 7 vị thần may mắn. Vị thần Daiko Kuten có gương mặt sáng, nụ cười tươi và môi thường được tô một màu nâu sẫm. Daiko Kuten luôn mang một chiếc vồ vàng, đây là chiếc vồ may mắn có thể đem lại tiền tài. Vị thần này được mô tả là đang ngồi giã gạo và cho chuột chạy xung quanh. Theo văn hóa Nhật Bản, chủ nhà có nhiều gạo thì chuột cũng sẽ chạy vào xin ăn. Hình ảnh trong clip này là ở chùa Sim Cán Bạc Liêu. Theo quyền tìm hiểu thì không thấy người Khmer có tục thờ ông công, ông táo. Không biết là có đúng vậy không? Bạn nào người Khmer thì có thể cho mọi người biết ý kiến của mình nha.